Kính thưa quý vị thân mến, Phong lại tiếp tục gửi đến quý vị hình ảnh tác phẩm xanh của nhà anh Biên. Em chào hai anh ạ. Hôm nay cũng có sự tác nghiệp của nghệ nhân Tiến Thành. Đây quý vị ạ. Anh đang sửa hai tác phẩm Lão Long. Dạ. Em chào anh em yêu cây trên cả nước. Dạ. Nay thời tiết tương đối nắng anh nhỉ. Nhưng mà về tình yêu với nghệ thuật thì các nghệ nhân vẫn rất là hăng say làm việc. Anh Phong sẽ quay một số những chi tiết cụ thể là cây long. Thấy chi dăm đã được tác động rất là ngay ngắn rồi, làm rất là kỹ, có chiều sâu, nhìn rất là thoáng, không hề nó không rối. Đã sửa hết những cái đoạn rối rồi. Đây bác chủ vườn đây. Em chào anh Biên. Dạ, giới thiệu với cả nhà đây anh Biên, chủ vườn đây. Những tác phẩm của anh đã được công chúng gần xa đón nhận rất là nhiều, đã giao dịch rất là nhiều trong thời gian vừa rồi. Dạ. Đôi long đây và một số tác phẩm ở đây đã được anh Biên cho đi triển lãm ở một số những và Bắc Ninh cũng như Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, và cũng đã có được những chỗ đứng nhất định trong giới chơi cây. Bệ rất là khoái. Dạ. Nghệ nhân năm nay rất đẹp. Đôi long này có chiều cao tương đối lớn, khủng, phải nói long rất là khủng. Anh vẫn đang nuôi. Thì lần này tới nay Tết thì tỉa khoảng một lần nữa anh nhỉ? Lần nữa đón Tết là vừa. Đấy, Phong quay dạ. Phong quay vào cái buổi gần trưa. Những tác phẩm hơi chói đi ạ. Hôm nay Phong quay buổi trưa nên là hơi chói. Đã rất lâu rồi Phong mới có dịp ghé qua nhà anh Điền để thưởng ngoạn cũng như giới thiệu thêm những tác phẩm mới. Tác phẩm mà đã được anh dày công tỉ mỉ trau chuốt phủ rồi sơ dừa. Nhà kinh doanh sơ dừa có khác hay là anh đầu tư rất là lớn cho cây sơ dừa quá trời luôn. Điểm nhấn rất là rõ nét. Che đậy cẩn thận từ trên xuống dưới, nói rất là tuyệt vời. Ok,
Cây ruối nó hay mắt quá ta. Bé nhưng mà không hề bé nhưng có võ luôn. Hải Phòng sẽ ghé qua đây một chút xíu. Đây cây hoa giấy này. Dạ. À, tương đối anh ạ. Đây dàn mili. Dàn những cây bonsai. Đây thác đổ. Linh Sam. Rất nhiều những cái tác phẩm có chất lượng. Đây, Phong xin phép được gửi cho quý vị một tác phẩm bonsai. Ông thấy rất là lạ mắt. Trông rất là nhỏ thôi nhưng mà nhìn rất là hay mắt. Dạ dạ. Dạ. Rất tuyệt vời cái cây. Em thấy cái cây nhỏ nhỏ này thấy nó hay ấy. Rất lạ. Và cây chút xíu này. Rồi xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vừa rồi Phong có gửi đến hình ảnh một số tác phẩm rất là chất lượng cũng như là giới thiệu để quý vị chia sẻ nhiều hơn với những tác phẩm bonsai mà Phong giới thiệu ở vườn nhà anh Biên nha. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.